Chiều ngày 31 tháng 8, hàng nghìn người ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội đón xe về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo ghi nhận của phóng viên, các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình đông đúc nhưng chưa có tình trạng chật kín hành khách. Chị gọi qua điện thoại luôn rồi, chị đặt vé luôn rồi. Nói chung là bây giờ nó cũng đi đâu thì nó cũng dễ đi hơn rồi. Nó thông thoáng hơn, nó dễ hơn. So với ngày trước thì chắc chắn là nó phải dễ hơn. So với mọi năm thì năm nay thì bình thường. Hay là kiểu nó không như nào nhỉ? Nó không đông đúc hay là không vắng nó đẹp? Nó không đông đúc như mọi năm đâu. Tức là do dịch bệnh nữa thì chắc là năm nay tôi thấy bình thường. Trước đây nghỉ lễ thì đông lắm, bây giờ thì bình thường. Lượng hành khách tại bến Mỹ Đình tăng 2,5 lần với trung bình từ 10.000 đến 15.000 người một ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe một ngày. Trong đó, lượng xe chủ yếu tập trung vào các tuyến như Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ. Còn tại bến xe Giáp Bát, dịp lễ này bến xe dự kiến phục vụ khoảng 10.000 hành khách, cùng với đó tăng cường thêm 100 xe một ngày để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày.